Dạ em chào chị ạ. Dạ, chào cô Phương Vân. Dạ hôm nay thì chị với em liên hệ được với nhau thì chị mong muốn chia sẻ các câu chuyện mà tìm người thân của mình như thế nào. Chị có thể kể về chị con của mẹ và gia đình của chị là ai ai đó, và chị tìm mà người thân ở đâu thì chị chia sẻ trên cộng đồng mạng giúp em ạ. Dạ. Dạ, xin chào cô Phương Vân và chào tất cả bà con trên cộng đồng mạng. Tôi tên là Văn Thị Thu Thủy và mẹ tôi tên là Dương Thị Hương. Và mẹ tôi có một người em gái tên là Dương Thị Kim Hoa. Dương Thị Kim Hoa có chồng người Mỹ, Dạ. và có chồng người Mỹ và đã rời Việt Nam năm 1974. Hai vợ chồng đi thì đem theo một đứa con. Từ năm 1974 đến năm 1978 làm gì có liên lạc về với gia đình một lần, và từ đó đến nay là không có liên lạc nữa. Tôi Dạ. cũng có nhiều lần nhờ trên kênh mà như chưa hề có cuộc chia ly, tìm từ hồi bà ngoại tôi mất tìm cũng không không có không không nghe trả lời, và cũng tìm nhiều lần đến mẹ tôi mất, đến dì tôi mất, đến cậu tôi mất, và toàn bộ những anh chị em trong gia đình đều mất hết, và từ hồi đó chưa đi tìm cũng không ra, cũng không có liên lạc luôn. Dạ. Thì hôm nay thì qua kết nối với cô thì tôi cũng mong muốn là nhờ cô và nhờ cộng đồng mạng, nhờ cô giúp đỡ và tìm giùm. Thì tôi cũng mong muốn tìm, thì dù muốn dù không gì nữa, gì cũng năm nay gì cũng lớn tuổi rồi, cũng 70 tuổi, Dạ. 70 71 gì đó, Dạ. thì gì cũng nếu như gì còn á thì gì cũng già rồi, và gì cũng tôi cũng mong muốn là gì cũng nó có con, và cũng biết rằng là con bên bên Việt Nam mình cũng còn ngoài gia đình, ngoài nội ngoài đó, Dạ. thì chứ không còn ai, chỉ còn mình gì mà không biết gì có còn sống hay không. Dạ. Chị Dạ. Thủy cho em hỏi là trong gia đình của cô Hoa đó, là dì của chị á, thì Dạ. có mấy người anh em chị có thể kể tên, biết đâu được cái dì Hoa ở bên Mỹ đó thì chị Dạ. nghe được, chị còn nhớ lại cái gia đình của mình bên đây, anh em tên Dạ. gì rồi bà ngoại nữa, để Dạ. cho dì Hoa chị nhớ. Dạ. Thì trước tiên là tôi nói tên bà ngoại trước. Dạ. Bà ngoại tên là Trần Thị Sim. Dạ. Rồi tới dì hai là Dương Thị Tâm. Rồi tới cậu Dương. Rồi tới cậu Dương Được. Rồi tới mẹ tôi Dương Thị Hương. Rồi tới cậu Dương Thành. Và tới dì cuối cùng là dì Dương Thị Kim Hoa. Như là Dạ. dì cuối cùng. Dạ. Là gì về Hoa là có chồng bên Mỹ, đi Mỹ rồi đúng không? Dạ. Dạ. Thì cái thời mà ở Việt Nam á, thì dì Hoa đã là lấy chồng là người Mỹ rồi, đúng không? Sinh một Dạ. người con đã cha ha chị Thủy. Dạ. Dạ. Thì Anh một sau người. đó năm 74 là Dạ. dì Hoa theo chồng đi trở về Mỹ. Dạ. Dạ. Rồi chị nói là năm 1978 thì dì Hoa có liên lạc với gia đình, mà liên lạc như thế nào? Gửi quà cáp hay là cái thông tin như gì? Dạ, để tôi kể là hồi đó là khi dì rời Việt Nam là tới hồi năm 78 là dì gửi đồ về thông qua một người bạn là tìm giùm, là tìm giùm và liên lạc được, vì chị kể là ngày xưa là dì ở ngay địa chỉ đó, là người bạn tìm được, và sau đó là dì liên hệ được với gia đình và dì có gửi quà về cho bà ngoại. Dạ. Và sau đó một lần đó là thôi, đến giờ không có nữa. Dạ. Thật ra bà nói cái thời mà năm 74, 78 thì liên lạc với gia đình vô cùng khó khăn. Tại vì cái chỉ là gửi gửi thư tay thôi. Gửi thư tay, điện thoại thì không có liên lạc. Rồi cũng không có phương tiện nào mà bằng cách liên lạc. Giờ chị Thủy cho em hỏi, trước đây bà ngoại với mẹ chị và gia đình ở địa chỉ ở đâu? Chị có thể đọc lại địa chỉ cho dì Hoa bên Mỹ, chị nhớ không? Dạ, trước đây là gia đình ở thành phố Đà Nẵng, ở thành phố Đà Nẵng ngay bến xe Lam, Vĩnh Trung, và đi vào xóm Tre. Nhà gia đình ở gần xóm
ông chiến bách à, thì vì gì trước đây vì nhờ người tìm Phật địa chỉ như vậy. Vì vì nhờ người ở bên đó liên lạc về với người bên đây là đi tìm dần dần gia đình là vâng địa chỉ như vậy, như gì đã tìm. Dạ thì em hỏi là sau khi mà cái địa chỉ đó đã tìm được rồi thì có gửi quà về cho bà ngoại một lần, nhưng mà sau đó thì cái gia đình của chị còn ở tại đó tới hiện nay hay không, hay là di dời đi những nơi khác, và những nơi nào hiện tại thì chị chia sẻ luôn nếu mà dì Hoa có biết được, thì dì Hoa liên lạc với cái địa chỉ hiện tại của chị. Dạ sau năm 80, năm 85 là khó khăn là mọi người bán nhà và người mọi người đi mỗi địa phương khác. Không còn ở địa phương đó một người nào nữa hết. Sau khi bà ngoại mất là anh em đi mỗi người mỗi địa phương khác. Cũng trong thành phố Đà Nẵng nhưng mà địa phương khác. Chị thấy chị xích cái khung hình xuống xíu. Như vậy thì nếu như mà sau năm 1978 thì một lần gửi quà về cho bà ngoại đó, thì dì Hoa chắc có lẽ sau này thì cũng liên lạc với những người mà dì Hoa quen đó tìm về, nhưng mà các cô chú anh chị là đã đi di tản nơi khác rồi, thì có thể từ đó dì Hoa cũng không tìm được, và không tìm được địa chỉ người thân thì đâu có thể nào mà tìm được cái địa chỉ nào nữa để gửi quà, hoặc là những có cái thông tin về gia đình. Thì bên của gia đình của mình á, trước năm 78 thời điểm đó mình có địa chỉ của cô Hoa bên Mỹ hay không? Có địa chỉ ở bên Mỹ. Lúc đó bà ngoại bà giữ, mà sau khi bà ngoại chết cái lộn xộn cái giống như trong cái lúc mà ta mai táng đồ đó, cái mình để mà đồ của bà ngoại mình đốt á. Đem đốt cái trơn. Cháu không biết đốt cái trơn không còn chi hết á. Còn một cái chứng minh thư của bà thôi. Cuối cùng thì cái địa chỉ của cô Hoa bên Mỹ thì cũng còn không biết được. Bây giờ chị Thủy có nhớ mang máng hoặc là có nghe bà ngoại chia sẻ ở tiểu bang nào không? Bà ngoại nói là chị Hoa ở tiểu bang Cali. 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 Và chồng của dì á là tên là Phan. Phan. Còn con của dì á là tên là Lori. Lori con gái không con trai vậy? Dạ con gái. Năm 74 thì tôi thấy gì con bé năm 74 đó tôi thấy gì bằng tiếng Tây. Không biết là nó có thể là sinh năm 74 hay là sinh năm 73 gì đó, mà lúc đó là đang ẩm trên tay, đang bồng bé trên tay thôi, bé nằm này chứ không có bé đứng, là con nó con rất là nhỏ. Là tôi đoán là nó sinh năm 74 năm 73 gì đó. Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi cũng không biết. Tôi 90 tuổi vậy thôi. Vậy là chị gái đó là tên là Lori. Lori. Chị còn nhớ tên vậy là giỏi rồi. Hiện tại thì ở cái thời điểm đó thì ở tiểu bang California. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay thì gia đình của chị Văn Thị Thu Thủy mong tìm lại người thân là ở tiểu bang California, và dì tên là Hoa lấy chồng người Mỹ, có người con gái tên là Lori. Thì Thu Văn qua đây cũng nhờ cộng đồng mạng trên toàn thế giới để giúp đỡ thông tin, và đặc biệt là các cô chú bác ở tiểu bang California. Và nếu như chia sẻ được thông tin này thì giúp cho gia đình của chị Thủy tìm lại người thân là dì Hoa bên Mỹ, để cho gia đình kết nối tới với nhau. Và chị Hoa cho em hỏi nè, bây giờ hiện tại bây giờ nếu như có thông tin liên lạc về thì quý vị khán giả có thể liên lạc với Phương Văn, và sau đó là em sẽ làm cầu nối cho chị. Nhưng mà bây giờ chị cũng đưa cái địa chỉ hiện tại của chị lên luôn, chị ở đâu ở đâu đó. Nếu dì Hoa mà có biết được thông tin này thì có thể liên hệ qua em, và có thể liên hệ trực tiếp với chị Hoa. Và cái địa chỉ chị đọc hiện tại đi, liên hệ với chị thôi ha. Số điện thoại là số này. Còn cái địa chỉ nhà tôi là tổ 2, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thì sau đó là Phương Văn sẽ gửi cái địa chỉ này với cái số điện thoại của chị Thủy ở dưới cái phần mô tả của Phương Văn.
bà con cô bác xa gần nếu như biết được thông tin gì thì có thể liên hệ trực tiếp qua kênh Phương Văn nhắn tin, hoặc là cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ của chị Thủy để cho mình biết được cái thông tin nhau. Hy vọng các bà con ở tiểu bang Cali Phật Nha sẽ chia sẻ cái thông tin này rộng rãi hơn nữa, giúp giùm cho gia đình của chị. Và chị, khi bà ngoại mất á, thì thời điểm đó là năm nào chị ha? Bà ngoại mất là năm 2001. Dạ. 2001. Thì cái trong thời điểm mà từ năm 78 có gửi quà về cho bà ngoại một lần, thì sau đó là không có liên lạc nữa. Thì trong thời điểm đó bà ngoại có nhắc và có nhắc gì về cô Hoa ở bên Mỹ không, rồi nói tại sao không liên lạc được không, rồi bà ngoại có hỏi hay gì không? Bà ngoại nhắc quanh, bà ngoài cũng nhờ đi tìm cái người mà trước đó họ đi họ tới họ tìm mình đó. Dạ. Nhưng sau đó là cái người đó, người bên Việt Nam này, là được người bên Mỹ bảo lãnh cũng đi luôn rồi. À. Cho nên mình tìm không ra. À, cái người mà giúp giùm cho cô Hoa là em quà về cho bà ngoại đó, rồi sau này thì cũng đi luôn. Và cái người đó tên gì là cô chị không biết không? Không biết, là chị biết tới cái nhà đó và tìm thì biết rằng là tới mấy lần là biết là người đó được gia đình bảo lãnh đi Mỹ luôn rồi. Dạ. Cho nên ngoài đã không biết tìm ai, không biết ai. Như vậy thì sau này cái gia đình đó là đi Mỹ hết rồi, mà có khi nào, có lần nào gia đình của chị đi tới cái địa chỉ nhà của cái cô đó hỏi thông tin về những người thân mà còn lại ở Việt Nam đó, thì có hỏi là cái cô chú đó gia đình đi Mỹ đó là có biết cô Hoa không? Có lần nào tìm cái đó không? Dạ, hồi đó mẹ tôi còn sống là tôi chở mẹ tôi đi đến đó hoài. Và đồng thời là mình hỏi xóm xung quanh là người ta bảo là người ta đi Mỹ được gia đình bảo lãnh và họ báo nhà họ đi rồi. À, lại là mất thông tin nữa. Mất thông tin từ đó luôn. Dạ, có nghĩa là cũng tới đó tìm, rồi cuối cùng họ bán nhà họ đi luôn. Rồi bây giờ xung quanh đó hàng xóm đều không biết là không biết. Biết là hàng xóm họ chỉ báo rằng là cô này được gia đình bảo lãnh đi Mỹ và bán nhà đi rồi. Dạ. Cuối cùng thì thông tin liên lạc cũng không còn. Là. Dạ. Chị có biết gia đình của cái cô chú đó là cái người đó tên gì không? Dạ không mà hồi lâu thì chỉ có mẹ tôi nhớ thôi, mà sau đó mẹ tôi vừa mất rồi thì tôi cũng nhớ, mà hồi đó mình chỉ biết chợ đi thôi. Mình đi thôi chứ mình không để ý, mà trong chung cho dù có đi mà mình cũng không quan tâm chi lắm. Dạ, lúc đó thì người ở bên gia đình cũng không biết về cái câu chuyện của những người lớn như thế nào. Dạ. Vậy ngồi xích lên cái khung hình, cái máy đã bị tuột xuống rồi. Dạ. Như vậy thì thông tin tới đâu là nó bị tuột tới đó, có nghĩa là tới gia đình của cô chú đó thì cô chú đó là đi Mỹ rồi, bây giờ cũng không biết tên. Bây giờ chị kể sơ sơ cái nhà của cô chú đó, biết đâu được người thân của cô chú đó hiện tại bên Mỹ nè, hoặc là bên Việt Nam còn nhớ lại địa chỉ, thì đâu đó bà con đã cung cấp cái thông tin của cái cô chú mà được bảo lãnh đi Mỹ đó, rồi từ từ mình sẽ lần ra manh mối cái nhà của cô chú đó ở đâu. Cái nhà của cô chú đó là ở ngay chỗ ơi, nhà cái cô chú đó là ở ngay chỗ phường Thanh Lộc Đáng, mà tôi cũng lúc đó tôi cũng nhỏ, tôi cũng không nhớ là đường Trần Công Văn, phường Thanh Lộc Đáng, thì tôi cũng không nhớ là bao nhiêu. Tôi cũng không nhớ chi nhỏ. Ở Đà Nẵng luôn hả chị? Thì bây giờ mình không nhớ địa chỉ nhà, mình gợi nhớ vậy là như vậy thôi. Thì ở đó là giống như ở hẻm hả, là chiếc nhà nó có cái gì đặc biệt hơn nữa không? Ví dụ như có những cái đặc điểm gì, có cây cối hoặc là có cái gì xung quanh đó không? Nhà thì mình không để ý. Bây giờ những cái thông tin mà em để hỏi chi tiết như vậy, để cho biết đâu được bà con ở bên cô chú đó biết được
hiện tại ở Việt Nam thì cũng có thể cung cấp cho chị thông tin, và đồng thời là những cô chú nào mà biết thông tin về chị Thủy chia sẻ thì mong rằng là tất cả quý bà con hãy liên lạc giúp đỡ giùm cho chị Thủy để tìm lại người thân. Và bây giờ em hỏi thêm nè, cái địa chỉ chị là ở hiện tại đó thì nó là xa ở thành phố Đà Nẵng không, hay là ở trong khu vực Đà Nẵng thôi? Ở trong khu vực Đà Nẵng. Dạ. Dạ. Bây giờ cô Hoa thì năm nay là chị nói là khoảng 70 tuổi rồi đúng không? 70, 71 gì đó. Dạ. Dạ. Thì cái thời điểm mà cô Hoa đi đó, bồng thêm một đứa con mà cái lúc đó thì cái chị Lori đó còn rất là bé. Dạ. Dạ. Thật sự ra mà nói khi mà cái thời điểm đó thì liên hệ nó khó khăn vô cùng, tại vì điện thoại không có và phương tiện truyền thông cái gì nó cũng không có chứ, nó cũng hạn chế, cho nên là đi tìm thì rất là khó. Còn bây giờ thì chúng ta cũng có thể là rất là hy vọng, tại vì qua những cái kênh YouTube nó phát triển rộng và cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cho nên hy vọng là các cô, các chú, các bác ở tiểu bang California hiện tại đó thì nếu mà biết được thông tin nào thì giúp dùm cho Phương Văn cũng như là chị Thủy để có những cái thông tin hữu ích, rồi sau đó chúng ta sẽ lần mò ra những cái thông tin tiếp theo để hy vọng là tìm được cái địa chỉ nhau, gọi điện thoại nhau để liên lạc. Dạ. Sau khi mà bà ngoại đã qua đời thì lần lượt các anh chị trong gia đình của chị Hoa giống như là mẹ chị cũng lần lượt ra đi mà tìm không được người thân, tìm không được cô Hoa. Thì em nghĩ là chị với cô Hoa thì cái khoảng cách tuổi là khoảng khá xa, tại vì về chị là cháu mà cô Hoa thời điểm đó thì có liên lạc với bà ngoại, là ngoài bà ngoại ra các cô các chú gì trong gia đình còn ai biết địa chỉ của cô Hoa ngày xưa không, nhớ mà mãi tiểu bang California rồi còn cái gì nữa không? Dạ không, không ai biết hết á. Bà ngoại là ở với mẹ tôi, cho nên là chỉ có mẹ tôi là biết được thôi, cho còn mấy cậu với cháu với con của mấy cậu mấy đồ thì ít ai biết lắm. Dạ. Thì con cháu sau này không biết mà trong một lần chị lên cái chương trình lớn là Như Chưa Hề Chia Ly, Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, thì sau đó là người ta trả lời là không tìm được hả sao? Họ không có trả lời cho mình luôn. Dạ, không trả lời luôn. Dạ, họ không trả lời cho mình. Cũng có thể là các thông tin họ chưa có thể tìm được. Chứ có cái thông tin nào mới thì họ sẽ cung cấp cho những gia đình mà đi tìm người thân rồi. Thì những cái thông tin mà họ cũng cố gắng đi tìm nhưng mà nó không có ra cái thông tin nào hết. Cho nên là họ có thể là vậy, như vậy em chỉ đoán vậy thôi. Dạ. Thì hiện tại hy vọng là các cô, các chú, các bác theo dõi cái câu chuyện đi tìm người thân. Hy vọng là các cô, chú, bác chia sẻ cái video này rộng rãi ở Mỹ để cho cô Hoa đâu đó một cái điều may mắn mà cô Hoa xem được, hoặc bạn bè, người thân, hàng xóm gì đó có thể xem được thì đã liên lạc về Việt Nam để cho biết gia đình với nhau. Dạ. Rất là đáng tiếc là khi cô Hoa đã liên lạc với gia đình được một lần mà nhờ gia đình của cô chú đó đem quà lại cho bà ngoại, và cuối cùng thì gia đình đó cũng lại đi Mỹ luôn, giờ còn không còn biết thông tin, mà chị thì không biết tên gia đình của người đó. Lúc đó mình còn nhỏ nên cũng không biết, còn sau đó cái tìm nhiều lần là cái gia đình cũng không biết luôn, gia đình thấy tìm hoài không được, cho nên cái tới lúc mẹ mất thì cũng trôi luôn, rồi cầu mất cũng trôi luôn, không ai tìm ra hết. Chứ hôm nay qua kết nối thì cũng nhờ cô, nhờ cộng đồng mạng, có ai biết thì chị dùng để cho dì biết, và biết được thông tin là bên Việt Nam là anh chị em không còn ai hết.
Nhưng vì không về được thì cũng gì cũng biết được tin rằng bên Việt Nam không còn ai hết, anh chị em không còn ai hết, chỉ còn mấy người cháu mà thôi. Và cháu chừng nó cũng lớn và nó cũng trưởng thành, nó cũng ổn định hết rồi. Kính thưa quý vị khán giả, thực sự là cái thời lịch sử khó khăn, cái sự chia ly và không liên lạc người thân là rất là nhiều người. Và cái thời điểm đó thì phương tiện truyền thông cũng không có rộng rãi như bây giờ, cho nên cái việc mà người thân thất lạc gia đình thì cũng là rất là nhiều. Và thậm chí gia đình của Thanh Văn ngày xưa cũng có một người cậu giống như chị vậy đó, gia đình của chị cũng thất lạc thời gian rất là dài, và sau này thì rất may mắn là cũng qua nhiều cái thông tin và cũng tìm được nhau rồi. Cái thời điểm đó thì ai đi rồi coi như là biển biệt không thấy về, tại vì không có cái thông tin nào hết. Ở gia đình Việt Nam thì cứ nghĩ là không biết còn sống hay là đã mất rồi, mà cái khoảng thời gian phải nó khá dài, mười mấy năm, mười mấy hai mươi năm mà vẫn không liên lạc được giống như chị bây giờ. Rất hy vọng Thu Văn rất là hy vọng qua cái chương trình này thì bà con cô bác xa gần chia sẻ cái video này rộng rãi, cũng như là những cái thông tin để cho cô Hoa ở tiểu bang California, nếu như ở ngày xưa ở đó mà sau này có di chuyển đi tiểu bang khác thì cô Hoa sẽ tìm được lại người thân của mình sau mấy mươi năm xa cách. Thế thì em và chị kết thúc video ở đây ha. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều luôn ủng hộ kênh Phương Văn cũng như là kênh Người Trong Cuộc Phương Văn để chia sẻ những câu chuyện và hỗ trợ giúp đỡ bà con tìm người thân. Trước tiên cũng cảm ơn cô Phương Văn và cảm ơn một bà con đi cộng đồng mạng. Thì qua đây thì tôi cũng cảm ơn tất cả bà con cộng đồng mạng thì quan tâm và giúp đỡ cho tôi được tìm được người gì thất lạc là mấy mươi năm rồi. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn. Hy vọng là chúng ta sẽ có cái thông tin rất là vui, hy vọng là cái niềm vui vỡ hòa khi mà dì Hoa với chị Thủy sẽ liên kết được với nhau trong thời gian gần. Hy vọng là vậy chị Thủy ha. Cảm ơn cô. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Thay mặt chị Hoa cảm ơn tất cả quý bà con cộng đồng trên toàn thế giới. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc.